đến từ tour trà Long Đỉnh. Vừa rồi thì chị vừa tham quan trải nghiệm cũng như tour trà của bọn em, thì chị có thể cho em được biết là một số cảm nhận của chị về tour trà bên em tổ chức như thế nào được không ạ? Chị cảm thấy rất là hài lòng, đó là cực kỳ hài lòng, hơn cả mức mong đợi. Cái này là cái tour trà đầu tiên mình tìm kiếm lâu rồi mới được cái tour này, thì mình cũng không dám hy vọng gì nhiều tại chưa đi bao giờ, nó không biết ra sao. Nhưng mà về tất cả mọi mặt, như là nội dung, dịch vụ rồi tất cả mọi thứ. Dạ, em cảm ơn chị. Còn chị thì cảm nhận thế nào? Chị cũng thấy là như vậy. Với một phần đầu tiên khi mà mình đọc vô cái buôn cái giá rồi cái hành trình, thì đôi khi mình cũng hơi phân vân đó em, tại vì cái giá đó như vậy, đi trong vòng 3 ngày 2 đêm chưa thể hình dung được cái sự trải nghiệm của mình nó như thế nào. Nhưng mà khi lên đây thì chị thấy rất là hài lòng về, nói chung là về mọi người, về cung cách phục vụ thì rất là tuyệt. Tại vì tụi chị cũng là những người làm trong ngành dịch vụ á, nên là cái sự đánh giá thì nó cũng có hơi khách quan. Dạ, vậy chị có đóng góp ý kiến gì để bọn em phát triển hơn về tour phía sau cho mọi người khách tham gia? Chị có đóng góp ý kiến gì không ạ? Chị có đóng góp ý kiến gì để bọn em phát triển hơn á? Cách nhìn của chị. Cách nhìn của hai đứa mình hả? Thì nói chung là mình cũng làm trong ngành du lịch khách sạn, cho nên nếu mà xét về dịch vụ, về con người, về nhân viên thì mình rất là hài lòng với mấy bạn, mọi người rất là tốt. Còn về đồ ăn thì phải nói là không mong đợi là nó tới mức như vậy luôn. Đồ ăn thì lúc nào cũng nhiều mà cũng ngon, bếp nó rất là ngon, phục vụ mấy bạn rất là chu đáo tận tình, mình có nhu cầu gì hỏi một cái là được đáp ứng hết. Chỉ có một góp ý nhỏ nhỏ thôi là tại vì á cái tour của mình nó quá chất lượng đi, cả về cái nội dung tour nữa, từ sáng tới chiều mọi người sắp xếp rất là logic luôn, cho nên là khi mà đi lên đây á nó không phải là mệt, tại vì vừa mệt nhưng mà vừa được học hỏi. Thì cái lịch trình đó mình nghĩ là khi mà mình hết một ngày rồi thì nó muốn nằm ngủ, nó cảm thấy hơn xíu thì cái giường của mình nó là trà, nó hơi cứng. Cái đêm đầu tiên á hơi khó ngủ. Mình chỉ có thấy vậy thôi. Em sẽ nói chung là sẽ ghi nhận cái đóng góp của chị và sẽ cải thiện hơn trong những tour lần sau. Em cảm ơn chị đã tham gia tour cùng bọn em. Chúc chị thật vui vẻ trong cuộc sống và thành công trong những gì. Cảm ơn các bạn.